trêu huê con này à? Không dễ thế đâu. Lại cái gì thế này? Mày mà cứ thế này ấy, Gian càng sợ, càng không muốn quay lại mày đấy. Chị thử đặt địa vị là em xem. Thế chúng nó ôm ấp rồi hôn hít, chị có chịu được không? Thì tao đã bảo rồi, mày cứ như tao này, độc thân FA, chả phải lo gì. À, mà cô chú bảo khi nào mày ăn, quay clip gửi cho cô chú để cho yên tâm. Biết lo cho em như thế, sao thấy em về không lên đây chơi với em luôn đi. Thế sao mày không về chơi với cô chú đi? Về thì làm gì có ai ở nhà? Bố thì đi bận giải quyết công việc, mẹ thì đi thu tiền. Điều duy nhất mà bây giờ bố mẹ làm cho em là chuyển khoản và bảo thích tiêu gì thì tiêu ấy. Chị, em sẽ bắt đầu từ bà Gian, chị thấy thế nào? Cháu với Mai anh chia tay trước khi cháu về nước rồi. Nhưng con bé nó nói là nó vẫn yêu cháu. Hai đứa chỉ cãi nhau vớ vẩn thôi. Nó về đây để tìm cháu đấy. Nhưng mà cháu hết tình cảm với Mai anh rồi. Tình yêu phải đến từ hai phía, ép buộc cháu kết quả tốt. Đừng nói là bà định bắt cháu qua lại với Mai anh nhá. Cháu thấy sao? Không, cháu mới là cháu ruột của bà. Sao bà nghe nói hai đứa đã từng sống thử mà? Thì ở bên đó hầu như là yêu nhau sẽ về sống chung với nhau, cho nó tiết kiệm. Nó là chuyện hoàn toàn bình thường. Thứ nhất với bà thì nó không bình thường tí nào. Thứ hai, đây không phải bên đấy. Thôi cháu lên. Bà chưa nói hết. Một người phụ nữ gánh vác được cả công ty gần ấy năm thì cũng chả phải chuyện đơn giản đâu. Chị nghĩ gì đấy? Em có phải là lưu manh hay là sống lỗi đâu. Cái em muốn là Gian phải tự động quay về bên em cơ. Về lý thì Gian của mày đang độc thân, quen ai yêu ai, đấy là việc của nó. Còn về tình thì mày là đứa nặng nặc đòi chia tay, giờ lại muốn quay lại, không phải dễ đâu.